tìm thấy vết dầu loang trong khu vực máy bay Malaysia bị mất tích. Phi cơ của Việt Nam tham gia hoạt động tìm kiếm một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã phát giác hai vết dầu loang lớn trong vùng biển máy bay mất tích hôm thứ Bảy vừa qua. Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết là họ đang phái tàu cứu hộ tới hai khu vực có vết dầu loang ở vùng biển phía Nam. Những vết dầu loang, mỗi vết dài 15 km, là vết dấu tích đầu tiên được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích, trong lúc đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn. Tàu thuyền và phi cơ của Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc và Philippines đã tập trung hoạt động tìm kiếm trong khu vực cách đảo Thổ Chu của Việt Nam khoảng 240 km, nơi mà giới hữu trách Việt Nam cho biết là nơi phát tín hiệu sau cùng của chiếc máy bay Boeing 777-200. Malaysia Airlines cho biết là họ mất hết mọi liên lạc với chuyến bay MH370 khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi máy bay cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur vào sáng ngày thứ Bảy theo giờ địa phương. Tại một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Malaysia Airlines là ông Jauhari Yahya cho biết, công ty ông đang làm việc với các toán tìm kiếm cứu nạn để tìm chiếc máy bay và đang thông báo cho gia đình của các hành khách và phi hành đoàn. Hãng tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói rằng liên lạc với chiếc Boeing 777-200 đã bị mất trong không phận của Việt Nam. Họ cho biết là máy bay đó không hề bay vào vùng kiểm soát không lưu của Trung Quốc. Các giới chức Việt Nam nói rằng máy bay đó mất tích trong lúc còn khoảng 1 phút nữa là bay vào không phận của Việt Nam. Tai nạn mới nhất có dính líu tới máy bay Boeing 777 là vụ máy bay của hãng Asiana Airlines bị rơi trong lúc đáp xuống phi trường quốc tế San Francisco hồi tháng 7 năm ngoái, gây tử vong cho 3 người. Các chuyên gia nghĩ rằng lỗi của phi công là nguyên do gây ra tai nạn đó.